Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn, kênh chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh này cô chú anh chị ha. Hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở một sẹt của đường Nguyễn Chí Thanh nha cô chú anh chị ha, thuộc phường 4 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhà mình thì kết cấu là một trệt, một lửng và hai lầu bên trên có khoảng không gian sân thượng để cho cô chú anh chị mình trồng cây trồng hoa và mình làm cái khoảng không gian đó để mình phơi đồ ha. Và đường trước nhà của mình á là đường rộng gần 6 mét nha cô chú anh chị gần 6 mét ha nhà mình là một sẹt của đường Nguyễn Chí Thanh và thông ra 250 của đường Nguyễn Thị Nhỏ luôn nha nhà mình gần ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Nguyễn Thị Nhỏ giao với lại đường Nguyễn Chí Thanh nhà mình á, thì gần ngay chỗ chợ Hà Tôn Quyền gần trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè rồi gần chung cư cây mai rồi gần trường trung học cơ sở Hậu Giang ha rất là thuận tiện luôn và đặc biệt là gần ngay chỗ phụ tùng xe máy ở đường Tân Thành luôn cô chú anh chị nha. Đó, thì cô chú anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua nhà quận 11 với mức giá chỉ có 3 tỷ 8 thôi thì mình có thể xem cái video này ha. Và nếu mình có bạn bè, người thân mình đang quan tâm một cái vị trí bất động sản nằm ở quận 11 thì mình có thể chia sẻ cái video này để cho bạn bè, người thân mình biết thêm cái vị trí ngôi nhà này nha. Nhà mình á, thì kích thước là ngang 7m và chiều dài vô là 3m nha cô chú anh chị. Kích cấu thì một trệt, một lẫn, hai lầu. Có khoảng không gian sân thượng. Nhà mình thì có thể làm được 3 phòng ngủ và có tổng cộng là hai nhà vệ sinh cô chú anh chị ha. Và đây là khoảng không gian tầng trệt nè cô chú anh chị. Khoảng không gian tầng trệt thì sẽ có khoảng không gian bếp. Rồi có khoảng không gian toilet ở dưới bên dưới. Và cô chú anh chị mình đậu xe nó cũng thoải mái ha. Nhà mình là sàn bê tông cốt thép nha cô chú anh chị. Và hiện tại cầu thang á, thì chủ làm cầu thang sắt ha để đi lên và những cái bề mặt đi này là bề mặt đi những cái thanh gỗ ha cô chú anh chị kèm những cái thanh gỗ vô để đi cho nó nhẹ nhàng và nó nó thoải mái ha. Và đây là khoảng không gian lửng của nhà mình thì khoảng không gian lửng này cô chú anh chị mình có thể làm một phòng ngủ kính ở khu vực này cũng được ha. Tại hiện tại thì chủ không có làm phòng ngủ kính. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình ở không hết á thì mình để về luôn còn nếu mà mình thiếu á, thì mình có thể làm phòng ngủ kính ha và nhà mình là một sẹt của đường Nguyễn Chí Thanh và xe hơi mình vào đến tận nhà và sẽ đi thông ra hai là 250 của đường Nguyễn Thị Nhỏ luôn nha của chú chị và đây là khoảng không gian uh, lầu 1 của nhà mình ha lầu 1 thì sẽ có khoảng không gian uh, phòng ở bên trong và có khoảng không gian toilet và có khoảng không gian ban công luôn ha đó, bây giờ thì ngũ hoàng sẽ vào bên trong để giới thiệu cho cô chú anh chị mình và đây là, là phòng bên trong của nhà mình nè cô chú anh chị thì phòng này thì hiện tại là chủ đã để được một bộ giường nè một bộ tủ của khu vực này nè cô chú anh chị ha và bên trong này thì là một cái khoảng không gian uh, toilet nè cô chú anh chị họ sẽ có bồn tắm nè rồi có lavabo rồi có bồn cầu ha còn khu vực bên ngoài này sẽ là khoảng không gian uh, ban công của nhà mình nè thì cái ban công này nó rộng khoảng cỡ chừng là 7 tấc nha cô chú anh chị 7 đến 8 tấc ha có lan can là inox 304 đó, tay vịnh inox 304 luôn ha và có khung khung bảo vệ luôn khung lưới nha cô chú anh chị sàn là sàn gạch giả gỗ nha cô chú anh chị ha sàn là sàn gạch màu giả gỗ đó, cầu thang của mình đi lên là vẫn là cầu thang sắt nè và chủ làm những cái tấm gỗ lên đi cho nó nhẹ nhàng và đây là khoảng không gian lầu lầu hai của nhà mình và có thêm một cái khoảng không gian sân thượng ở bên ở bên ngoài nữa của chú chị ở khoảng không gian này thì có một ô cửa chính và một ô cửa sổ bên hông và đằng sau này cũng có một cái ô cửa sổ nè tại vì cái nhà kế bên họ xây không có cao bằng nhà mình nên mình được à, sử dụng luôn cái ô cửa sổ đó và mình để đó thì mình làm cái ô cửa thông gió ha đó, còn đây là khoảng không gian à, sân của nhà mình nè cô chú anh chị ha ở trên thì có khoảng không gian lưới đó, lưới để cô chú anh chị mình có thể che nắng cho mấy cái cây hoặc là mình làm cái xào phơi đồ ở đây mình phơi đồ ha thì mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 3 tỷ 8 nha cô chú chị. Nhà mình thì có sổ riêng, có giấy chủ quyền hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha. À, pháp lý thì hợp lệ hết nha cô chú chị. Nhà mình thì kích thước ngang 7 m và chiều dài vô trong là 3 m nha. Kết cấu thì một trệt, một lửng, hai lầu. Có thể làm được 3 phòng ngủ và có tổng cộng là hai nhà vệ sinh. Giá chủ bán là 3 tỷ 8 nha cô chú chị ha, nằm ở quận 11. Một sẹt của quận 11 nha cô chú chị nằm ở phường 4, quận 11 ha, gần ngay chỗ trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gần chợ Hà Tôn Quyền, gần chợ uh, Tân Thành, rồi gần uh, trường trung học cơ sở Hậu Giang, từ đây ra uh, ngay chỗ chợ lớn rất là gần nha cô chú chị, ra ngay chỗ gốc ngã tư giữa đường Hồng Bàng với đề đường Nguyễn Thị Nhỏ nó cũng gần, và mình ra 3 tháng 2 nó cũng gần, rất là thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển luôn ha. Được, còn đường trước nhà của mình đó là đường rộng 6m nha cô chú chị ha, gần 6m và nhà mình là nhà hẻm thông cô chú anh chị nào mà mình, mình đang có xe hơi xe hơi hoặc xe tải gì á mình có thể chạy vô tới tận nhà của mình được luôn hoặc là mình muốn vận chuyển đồ á mình có thể chạy xe tải vô trước cửa nhà mình được luôn nha nhà thì hiện tại là chủ đang sơn cái với cái tông màu là màu dạ quang. vẫn còn mới nha cô chú anh chị nhà mình là vẫn còn mới ha không phải là cũ ha gạch gạch chủ ốp cao ráo nên vẫn còn mới nha nhà thì chủ làm hai lớp cửa một lớp cửa sắt không lá và một lớp cửa nhôm ở bên trong nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào mình đang có bạn bè, người thân mình đang quan tâm cái vị trí bất động sản này thì có thể chia sẻ cái video này nha. Cũng hoàng xin cảm ơn cô chú anh chị.